em nhá. Thì hôm nay tiếp tục em lại test 2 đẩy MA1300 công suất lớn để cho anh em chơi sự kiện. Thì ở đây có hai bác là bác một là bác Mai Văn Hai, bác ở Trảng Bom Đồng Nai. Đấy, bác đặt bên em con Martin MA1300 với giá 10 triệu anh em nhé. Đó, bảo hành cho anh em lên tới 1 năm đúng không ạ? Và bác thứ hai là bác Trần Sĩ Quang. Đó. Bác ở Cao Lãnh Đồng Tháp cũng một con Martin. Đấy, với giá 10 triệu. Đấy. Thì hôm nay em sẽ test hai cục đẩy này. Và tí nữa em sẽ đóng hàng và gửi đi cho bác. Thì bây giờ em sẽ bóc hàng con hai con này để cho bác nhé. Nguyên hộp anh em nhé. Bảo vệ đây. Với cục đẩy này thì cân nặng của nó rơi vào tầm 45 kg. Đó, một cục nó rất là nặng. Khá là anh em nhé. Rất đẹp đúng không anh em? Giờ bóc bằng thứ hai nhé. Rất lạ. Anh em thấy thế nào? Quá chất đúng không ạ? Công suất lớn với 1300W trên một kênh thì cục đẩy Martin MA1300 này thì nó có thể chơi được một capac 40x100. Đó. Rất khủng anh em nhé. Rồi, bây giờ anh em đợi em thôi nhé. Em sẽ test hàng cho anh em nhé. Và bây giờ em sẽ bật nguồn và test cục đẩy này cho anh em nghe chất âm thực tế của nó nhất anh em nhé. Đó. Khi anh em chờ cái dơ leo nó ngắt thì bắt đầu anh em mới mở nhạc đi em nhé. Và bạn volume này lên, đúng không ạ? Rồi, ok. Thì
Thì bây giờ em sẽ test cục đẩy này, lốt cục đẩy này cho bác. Đã tin tưởng và mua hàng bên em. Rồi bây giờ em sẽ đóng hộp và gửi đi cho anh em nhé. Ok, chào tạm biệt anh em.